Hãy
Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Người cầm bút, người cầm súng, người đi xa, hằng nhớ ghi tên em. Tiếng em nói nhìn nhóm mang ước lý tưởng, tiếng kêu hồn của lịch sử trong rừng nước. Em đi gieo hạt giống đẹp, máu tâm hồn, nói bằng anh hùng cách mạng, chiếu sáng người. Mày đừng có quay anh gần cái quê anh quá. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc. Bài ca ấy loài hoa.